Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Thưa quý vị, năm cũ qua đi, năm mới vừa tới, chúng ta hân hoan đón chào một năm mới với những ước mong, những nỗ lực mới. Tuy nhiên, có những con giáp dù mới chỉ bước sang tuần thứ 2 của tháng 1, từ ngày mùng 8 đến 15 tháng 1, đã gặp phải đủ thứ xua rủi, bùa vây. Mọi thứ dường như đang chống đối lại bạn. Mọi kế hoạch dự tính đều không thành, khiến bạn rất mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhắc nhở năm con giáp dưới đây trong tuần này, làm gì cũng cần cẩn trọng, suy xét kỹ lưỡng, kẻo tiền mất tật mang. Tuổi Tý, tuần này công việc sự nghiệp của người tuổi Tý trải qua không ít biến động, nguy cơ thất bại khá cao nếu tiếp tục duy trì tư duy bảo thủ, không biết tiếp thu góp ý và gợi ý từ người khác. Có những thời điểm gia chủ mất động lực, làm việc khá tùy hứng, thiếu tập trung nên mọi việc chỉ hoàn thành được nửa vời hoặc làm qua loa cho xong. Xem tử vi đường tài lộc của tuổi Tý trong tuần này không quá lý tưởng, bạn thường xuyên mất tiền cho những mục đích không thật sự cần thiết. Ví dụ như mua sắm theo tâm trạng rất dễ dẫn đến việc vung tiền quá chán, tài khí khó tụ, việc làm giàu cũng bị cản trở theo. Ngoài ra, bạn cũng nên đề phòng khi tham gia vào các dự án bất động sản hoặc đầu tư vào bất động sản theo người khác. Việc thiếu bình tĩnh và lý trí có thể khiến bạn gặp rủi ro về tài chính. Phương diện sức khỏe, người tuổi Tý được tử vi đánh giá là không quá ổn định, hệ tim mạch của gia chủ không được tốt cho lắm. Cần chú ý khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh nếu có. Bản mệnh cần đề phòng những nguy hiểm tiềm ẩn ở gan và túi mật, đôi khi còn do chấn thương ở xương và cơ thể khi đi xa hoặc bất cẩn trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra cần chú trọng tới việc chăm sóc cơ thể tốt hơn, chăm rèn luyện thể thao mới giảm trừ nguy cơ bệnh tật. Hung tinh xuất hiện gây ra những trúc trắc nhất định trên đường tình duyên của người tuổi Tý. Đào hoa ảm đạm, tình cảm đôi lứa vui thì ít mà buồn thì nhiều. Những cuộc cãi vã vì mâu thuẫn quan điểm xảy ra thường xuyên hơn. Nữ mệnh tuổi Tý, bạn là một người nhạy cảm trong chuyện tình yêu, luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tuần này, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán, sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Xem tử vi tuần 2 tháng 1 âm lịch năm Quý Mão, vận khí của người tuổi Mão có dấu hiệu sa sút khá rõ trong thời gian này. Công việc đang trên đà ổn định bỗng lao dốc, điều tiếng thị phi rất dễ xảy ra. Con giáp này đã phải nỗ lực rất nhiều nhưng không được ghi nhận xứng đáng, thậm chí xuất hiện kẻ tiểu nhân cướp công đoạt sức. Những đối xử bất công nơi làm việc cũng khiến Mão nản lòng. Bạn dần hiểu rằng nếu chỉ chăm chỉ thôi là chưa đủ, còn cần cả sự khôn khéo và biết cách tạo dựng mối quan hệ. Đây là một tuần mà sức khỏe của người tuổi Mão có dấu hiệu sa sút khá rõ. Bạn dễ gặp các triệu chứng do thời tiết thay đổi hay nhiễm lạnh như cảm, ho, sổ mũi, viêm họng và các bệnh cảm cúm thông thường khác. Ngoài ra còn có thể bị dị ứng da khi giao mùa. Để cải thiện tình trạng này, bạn cần sắp xếp ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Ngoài ra, cần che chắn cẩn thận để bảo vệ bản thân, tránh tiếp xúc quá nhiều với dị nguyên gây dị ứng. Tuần này, vận trình tình cảm của tuổi Mão sẽ có nhiều biến động, đặc biệt là khoảng thời gian giữa tuần sẽ có một số thay đổi khiến tuổi này không kịp chuẩn bị. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia trở nên vô cùng căng thẳng vì một vài chuyện nhỏ nhặt, hoặc có thể là do mâu thuẫn tích tụ lâu ngày. Lúc này cảm xúc bộc phát nên dẫn đến rạn nứt về tình cảm giữa hai bên. Những người tuổi Mão phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trong tháng này và đừng hành động liều lĩnh kẻo đánh mất hạnh phúc của bản thân. Tuổi Mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Thìn. Trong tuần này, những người tuổi Thìn phải chịu áp lực rất lớn ở nơi làm việc, cạnh tranh vô cùng gay gắt và có nguy cơ bị sa thải. Để có thể hạn chế tác động của vận xui, bạn càng phải chăm chỉ nhiều hơn, ít nói và làm nhiều, vừa giữ gìn vị trí hiện tại, vừa đảm bảo cho tương lai thăng tiến. Áp lực sự nghiệp trong tháng này không nhỏ, khối lượng công việc tương đối. Vận trình tài lộc của tuổi Thìn trong tuần này sa sút hẳn, hung tinh chủ hao tài xuất hiện. Tuổi này sẽ phải chi nhiều tiền hơn trong tháng, thậm chí phải bỏ tiền túi ra khắc phục những sự cố do mâu thuẫn với người khác.
Việc hợp tác kinh doanh trong tháng không quá lý tưởng, lợi nhuận cũng bị ảnh hưởng, thu nhập không tăng tiến mà còn giảm sút nghiêm trọng. Vận khí nhiều biến động trong tháng đầu năm sẽ ảnh hưởng phần lớn đến phương diện sức khỏe của người tuổi này. Đây là thời điểm bệnh cũ dễ tái phát, có người có thể phải động chạm dao kéo nhưng không quá nghiêm trọng. Một số người còn có thể đối mặt với tai nạn, thương tật khi lao động hay tham gia giao thông. Bạn được khuyên là nên hạn chế đi về khuya hay lui tới ở những nơi nguy hiểm trong tháng. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng ảm đạm không kém, các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã vì nhiều vấn đề, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là do cái tôi cá nhân của cả hai đều quá lớn, không ai chịu nhường nhịn hay lắng nghe đối phương mà chỉ quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, tuần này người tuổi Dậu vẫn luôn cho thấy sự chăm chỉ và nghiêm túc của bản thân, dù vậy không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ với bạn. Dù bạn luôn cố gắng làm tốt mỗi nhiệm vụ được sao, nhưng sơ suất vẫn có thể xảy ra. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể dẫn tới một chuỗi rắc rối dây chuyền, khiến quá trình nỗ lực trước đó của bạn bị đánh giá sai lệch. Tuổi Dậu vào giữa tháng này có khả năng bị hao tài tốn của, ra đường cần chú ý an toàn để tránh va chạm gây thương tích, mất mát tài sản quan trọng, đề phòng hỏa hoạn, trộm cắp trong nhà. Các vấn đề sức khỏe khác cũng có thể ập đến trong tháng này như suy giảm thể lực hoặc ốm đau, bệnh cũ tái phát, do đó bản mệnh càng nên chú ý nhiều hơn đến những thay đổi về thể chất. Đường tình duyên của tuổi Dậu trong tháng cũng có dấu hiệu bất ổn, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ có tâm trạng và cảm xúc thay đổi thất thường. Hãy dành thời gian để bản thân bình tâm, suy nghĩ lại mọi thứ, bạn sẽ tìm ra cách để thoát khỏi tình trạng này. Tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Hợi, người tuổi Hợi có điểm báo xui xẻo khá rõ trong tuần 2 tháng 1 năm 2023. Có vẻ như bạn vẫn chưa dứt ra khỏi những suy nghĩ ăn chơi, nhàn tản từ tháng đầu xuân trước đó, nên chưa lấy lại được sự tập trung cần thiết trong tuần này. Cơ thể cũng uể oải hơn, tinh thần không thoải mái, đầu óc không đặt vào công việc. Tử vi tuần này cho rằng không ít xáo trộn đã xảy ra trong mối quan hệ với bạn đời của con giáp này. Đôi bên dễ có những xung đột với lời nói, thậm chí động chạm tay chân, khiến mối quan hệ rạn nứt nhanh chóng. Để tránh tình cảnh rơi vào khủng hoảng, tuổi Hợi cần kiểm soát cảm xúc của mình, chú ý thái độ và cách nói năng khi nóng giận, kẻo hôn nhân đứng trước bờ vực sụp đổ. Tuần này, người tuổi Hợi cần lưu tâm đặc biệt đến sức khỏe của chính bản thân mình, cần đi kiểm tra để phát hiện vấn đề khi cơ thể có những triệu chứng bất thường. Tháng này cũng dễ vướng tai nạn, thương tổn, khả năng phải nhập viện là rất cao, gây hao tổn về tài chính. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp xui xẻo nhất trong tuần thứ 2 của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!